dùng cách nào để treo bản thân lên. Siết cổ chết sao? Ngạt thở chết sao? Tóm lại anh phải nhớ, lấy phong thư đưa cho bốn người đó, không được đưa nhầm cho người khác. Đừng có ăn kẹo trả lễ. Có hai người trúng độc đã chết ở bệnh viện rồi. Các người không được coi, bọn họ đã chết tôi đó. Ai sẽ đánh chết cậu? Cũng không thể nói được, bọn họ không cho tôi nói với ai đâu.